Và hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại bao. Nếu các bạn là người đọc sách là mọt, thu thập sách về nhà thì sẽ gặp qua cái trường hợp là những người thân yêu xung quanh chúng ta mượn sách. Và đương nhiên, bởi vì là người thân yêu nên đương nhiên là sẽ cho mượn, nhưng mà luôn luôn có một cái tâm trạng lo sợ trong lòng là khi mà nó quay trở lại mình thì nó sẽ còn nguyên vẹn hay không. 100% thì ít hay nhiều thì nó sẽ cũng bị khác với ban đầu của nó một chút. Dù sao thì người thân yêu, thế nên là không thể nào mà đè đầu người ta mà bụp 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 để đánh chửi được. Thế nên là những cái bao bọc sách sẽ là những cái vị cứu tinh để tránh được những cái hiểm khích không đáng để có giữa chúng ta và người thân yêu. Trong video này mình sẽ giới thiệu qua ba loại bao sách mình đã từng xài qua và mình sẽ nói những cái ưu và nhược điểm của từng loại. Cái loại đầu tiên cũng là cái loại mà mình không khuyến khích xài nhất, đó chính là sử dụng bao tập. Đây, chẳng hạn như cuốn Tôi Là Ai, Nếu Vậy Là Bao Nhiêu của mình, trong một thời gian khá là lười, mình đã bí quá và mình lấy luôn cả cái bao vở của mình để mình bao. Ưu điểm của nó là cực kỳ nhanh, gọn lẹ, chỉ có tốn thì như 1.000 đồng để mua cái bao này và bạn đã có cái bảo vệ cực kỳ tốt. Nhược điểm, thứ nhất là nó không hoàn toàn phù hợp với cái kích cỡ cuốn sách của các bạn, thế nên khi cầm lên nó sẽ bị sập sạch như thế này. Qua một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị trở nên tình trạng là nó cũ, nhìn nó cũ mềm và rất là xấu. Thì đương nhiên là khi bạn lột cái bao này ra thì nó sẽ mới lại thôi, nhưng mà tốn công thay. Đó là ưu và nhược điểm của cái loại thứ nhất. Làm loại thứ hai đó chính là sử dụng mà Tiki Care, Book Care của Tiki. Cụ thể là như thế này. Nếu mình nhớ không nhầm là mình đăng ký hình như là 90 ngàn được 40 cuốn sách thì phải. Mình không nhớ giá, mình sẽ để nó ở đây. Thì mỗi khi mà bạn mua sách Tiki về thì khi bạn ấn vào cái nút chọn sử dụng Book Care thì trước khi giao hàng người ta sẽ tự động là người ta sẽ bao cái sách nhìn cho mình và người ta sẽ có ép plastic giống như là bạn đi ép chứng minh nhân dân, nó sẽ như thế này. Ưu điểm là cực kỳ tiện lợi, bạn không phải bỏ thời gian ra và nhìn nó rất là mới, phù hợp với kích cỡ sách của mình. Nhược điểm là như thế nào? Bởi vì là ép plastic nên là phía cuối những cái góc cạnh nó hay có những cái góc dư như thế này nè. Thì khi bạn để vô trong kệ sách á, thì nó sẽ bị xây xước, nó bị cong lại, móp lại, nhìn rất là khó chịu. Nhược điểm thứ hai đó chính là khi bạn mở một cuốn sách ra, thì cái bao nó không hoàn toàn bao hết cuốn sách mà nó sẽ có một khúc này nó nhô ra nè. Thành ra khi bạn mở cuốn sách á, mở hai chiều như thế này thì nó sẽ bị như thế, cái tình hợp như thế này. Bye bye. Thì mình rất ư là khó chịu, ngứa mắt. Thành ra là mình cũng sau khi sử dụng hết 40 cuốn của Tiki Care thì mình cũng ngưng luôn. Và mình chuyển đến cái dạng cuối cùng, đó chính là dạng bao tay. Ta-da! Đây, ví dụ lấy cuốn Những Con Chim Mà Mình Chả Chết Như của mình. Mình đã mua nó được chắc cỡ 5-6 năm mà bạn nhìn là giấy nó đã vàng vàng, rất ư là vintage. Nhưng bạn nhìn cái bìa nó vẫn qua biết bao nhiêu lần cho mượn và hồi trả thì nó vẫn giữ được vẻ mới tinh như ngày nào. Và cái bao nó cũng không bao giờ bị cũ. Ưu điểm thì đó, như mình mới nói, không bao giờ bị cũ, cực kỳ vừa, không bao giờ có tình trạng là những cái góc này nó bị dư và bị gấp lại nhanh. Nhược điểm là bạn phải tự bao tay, khá là tốn thời gian. Và cái phía bên trong cuốn sách á, thì sẽ có những cái vết băng keo và nếp gấp lại, hình như nó không mỹ quan lắm nhưng mà mình không quan tâm. Bởi vì mình chả bao giờ lật ra cái lớp lót này cả. Thế là đối với mình không quan trọng. Và sau đây sẽ là những cái video tutorial hướng dẫn bao, sử dụng bao của mình. Để chuẩn bị cho cái việc bao cái bao sách đó thì cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần cái kéo, một cái cục băng keo, cái con thỏ này, đây là cái đồ cắt băng keo mà mình mua sẵn, mình và đương nhiên là một cuộn bao kiến. Cái bao kiến này bạn có thể ra nhà ngoài nhà sách và mua. Nó có hai loại, một loại mỏng là 9.000 một mét và 13.000 một mét. 13.000 nó sẽ dày hơn, mình khuyến khích xài loại 13.000 một mét. Thì mình nhớ không lầm chắc bao được cỡ 9, 8, 9 cuốn gì đó. Tiếp theo là chúng ta cần lựa cái cuốn sách mà chúng mình cần bao. Đó chính là lựa cuốn sách cần bao. Và đối với mình thì đợt này mình sẽ bao cuốn Harry Potter. Bởi vì là có 3-4 người muốn mượn đọc và mình chưa dám cho mượn bởi vì đây còn rất là lần mới và mong manh nên mình chờ bao xong đã rồi tính gì tính. Cái kiểu giấy bao kiến này á, nó sẽ có hai lớp dính vô với nhau, thành ra khi mà mình cắt á, mình đo cắt thì mình sẽ lựa hai cuốn sách mà nó có chiều dày
nó có kích cỡ giống như nhau. Mình sẽ mình đo một cuốn thì cuốn kia nó cũng sẽ tương tự, không bị thừa thiếu gì hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Một số bạn sẽ có hỏi là lỡ cái này nó sẽ ảnh hưởng tới môi trường thì sao? Không phải cái gì nó cũng nó cứng nhắc, mà phải tùy theo trường hợp. Cái này nó được sử dụng cho mục đích gì, nó có đáng hay không thì các bạn làm. Hiện tại thì trên thế giới thì người ta đang cố gắng là gỡ bỏ cái single use plastics, là những cái bao ni lông sử dụng một lần, chẳng hạn như là túi ni lông, ống hút nè. Thế nên là còn cái này thì sao, mình gọi nó là không tính. Bởi vì là thứ nhất, mục đích của nó là mình bảo toàn được cái cuốn sách của mình, nâng cao cái tuổi thọ của cuốn sách của mình lâu hơn. Và khi mà mình sử dụng cái này, không phải mình sử dụng một lần và nó sẽ nằm ở đây mãi cho đến khi mà cái cuốn sách này nó bị phân hủy thì thôi. Cái gì thì cũng phải có. Rồi, bây giờ đến cái loại đo. Thì đơn giản lắm, các bạn gập đôi này lại. Ở đây mình đã có sẵn rồi, hơi bị thừa một chút nhỉ. Rồi, khi mà xoay chiều dọc á thì mình chỉ cần chừa lên trên một chút, mỗi cạnh thì các bạn chỉ cần chừa suốt này để mình cắt. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cho nó vô đây, ướm lại một lần nữa. À, còn thường một khúc nhỏ dưới đây thì mình có thể bao những cái cuốn sách nhỏ hơn của mình ra là ok, tận dụng tối đa. À, khi mà mua về các bạn đừng để ý khi mà nó bị nhăn như thế này này, không sao. Khi mà mình bao, mình căng lên mình bao á thì nó sau một thời gian thì nó tự động nó duỗi ra thôi, nó không cần phải lo. Với lại khi bạn trao vào tủ sách thì những cuốn sách kia nó sẽ ép lại, nào là không sao. Thật sự thì nhân tiện cơ hội này thì tụi mình cũng ngồi tám chuyện với nhau một xíu. Hôm nay là tháng 3 và đã hơn hình như là gần tới mấy tuần rồi đó, 3 tuần mình chưa up một cái video nào hết. Nguyên do là nếu các bạn có follow Instagram của mình thì các bạn cũng có biết là mình dạo gần đây thì phải đi thực tập và nó căng thẳng hơn là mình nghĩ. Thế nên là mình không thể nào mà tiếp tục up video, làm video cho các bạn. Thế nên là mình quyết định là mình tạm ngưng hết luôn, cái gì ra cái đó. Thực tập xong thì mình sẽ quay trở lại. Và hôm nay đã là thứ hai rồi, mình chưa chuẩn bị xong video review cuốn Có Giật Nghĩa Thân. Mình quyết định làm một cái thứ gì đó nghịch nghịch vui vui. Hoặc khi các bạn cắt xong như thế này rồi đó thì các bạn sẽ lột nó ra, tại vì này hai miếng nó dính chồng với nhau nên các bạn phải lột nó ra. Về cái single use plastic á thì cái mà cần ưu tiên chúng ta chú ý nhất chưa phải là cái này đâu. Hiện tại thì cái mình cần chú ý nhất đó chính là cái ống hút và bao ni lông. Thì hiện giờ mình cũng có thấy một số nơi ở trên Việt Nam cũng đã bắt đầu bán những cái ống hút sắt đi kèm với dụng cụ cọ rửa. Một số bạn khi đi uống trà sữa thì có thể mang theo cái đó vào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành vào cuốn Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Mình hay cắt trước để mình dán lại một chỗ để khi mà dán thì mình sẽ lấy luôn. Tuy nhiên là nếu các bạn sử dụng các máy đọc sách như Kindle hay Bbox thì các bạn sẽ trốn được những cái thao tác này. Rồi, khi mà các bạn đã cắt xong băng keo thì các bạn bắt đầu gấp đôi cái bao ni lông như thế này và bắt đầu tiến hành dán hai cái cạnh này trước. Cố là đừng kéo căng quá nha, vừa phải thôi. Dán hai cạnh này, mỗi cạnh mình chỉ cần dán hai cái là được rồi. Thường khi mình ngồi bao như thế này sẽ là những cái thời gian mình chiêm nghiệm về cuộc đời, hay là mình mở nhạc nên mình ngồi đứng nghe, mình nhẩm nhẩm theo. Nay thì ngồi lặng lẽ với các bạn. Nếu các bạn có follow Instagram của mình thì bữa giờ mình đang bị cuồng những em ở bên đây. Hai thanh niên này là quà mình tự mua cho mình vào ngày Valentine. Và thanh niên này là mình mua để tặng mình vào ngày 8 tháng 3. Khi bạn ế quá mức và phải tự mua quà để tặng cho bản thân mình. Nhưng mà thật sự thì cái hành động này khá là vui, nó giống như là tự thưởng cho bản thân sau một tuần làm việc.
vậy đấy. Thì thực sự thì có mấy cái này vô nhìn vô cái bàn nó có sinh khí hơn hẳn. Rồi, khi mà các bạn đã dán xong thì bắt đầu tiến hành là tỉa những cái đoạn ở trên đây. Nó to, nó dài quá thì bắt đầu tỉa đi. Thật sự phải nói là mình không phải là một người khéo tay hay là cẩn thận, cho nên là quan trọng là kết quả. Nó không được chỉnh chu cho lắm nhưng mà đỡ tốn thời gian là được rồi. Và đương nhiên sách vở ở trường thì mình cũng chơi bao kiểu này luôn, chứ xài bao kia thì nó nhanh cũ lắm. Rồi, khi mà bạn bao xong thì bạn sẽ để ý là ngay cái góc này nè, nó có dư đúng không? Thì mục đích của mình là mình cần cắt ngay cái điểm này, cắt ngay cái điểm này. Sau đó là mình sẽ cắt một đường chéo để mình loại bỏ cái miếng này đi, để khi mà mình gấp lại á, khi mình gấp lại xuống cái này nè, không bị cái này bị nó thừa. Luồn kéo ngay góc vuông này nè, để cái đầu kéo nó chạm ngay cái góc của cuốn sách. Sau đó là bạn cắt một đường, khi đục bên kéo thì cẩn thận nó không cắt luôn cái cuốn sách. Đó, mình đã cắt xong. Nó sẽ như thế này. Cân 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 cân. Thì từ cái này các bạn cắt một đường xéo từ góc vuông này đi xuống dưới đây. Để hồi nữa gấp xuống thì nó không bị kẹt. Như mình lấy ở đây, luồn kéo vào, nhớ cẩn thận đừng cắt trúng cái góc sách nha, đau lắm. Rồi, hạ kéo xuống vậy thôi. Lặp lại xuống những góc còn lại. Thật sự mình nghĩ trong bao sách nhà cũng biết bao rồi đúng không? Đây là gì ta? Lời chuẩn bị content không biết lần gì bắt đầu lôi trò ra phát. Khi mà các bạn đã cắt hết bốn góc này xong thì còn cái gáy sách. Gáy sách này cực kỳ đơn giản. Thường mỗi cuốn sách các bạn sẽ thấy là ngay cái gần rìa cuốn sách nó sẽ có một cái đường do nhà xuất bản người ta gấp vô để khi các bạn mở sách ra nó tiện đó. Thì các bạn đặt cái kéo mình đó, ngay tại cái đường đó luôn. Đây, cái đường cuốn Harry Potter này nó nằm ngay ở đây nè. Đó, nó cách cái gáy sách này chỉ có cỡ nửa xăng. Thì các bạn đặt kéo ở ngay đó, bấm một đường vào, cẩn thận bấm chung sách. Một đường ở đây, để khi hồ nước ấy vô, dán vô. Đeo. Rồi. Đương nhiên á, mình phải nói là tất cả những kiểu bao sách này á, nó đều có một cái nhược điểm chung, đó là nếu mà những bạn mà có tay hay ra mồ hôi giống như mình á, thì khi cầm một cuốn sách thời gian thì nó sẽ mồ hôi nó sẽ dính ở trên cái bàn này, nó sẽ hơi nhớp nhớp, nó dính hơi khó chịu. Và khi mà các bạn để trong một cái kệ sách nhiều cái cuốn bao ni lông bao với nhau nó kế nhau á, thì nó sẽ bị dính. Khi các bạn lôi ra thì nó không trượt ra như bình thường mà nó sẽ cứ dính dính khá là khó chịu. Thì cái đó là một cái thứ phải hy sinh khi các bạn muốn bảo vệ. Khi mình đã cắt xong rồi á, thì mình bắt đầu dán. Thì cứ lấy băng keo gấp vô rồi dán thôi. Hai cái. Cái mẹo á là các bạn dán chỗ nào thì các bạn để cái bì ở chỗ đó á, cái bì ngay chỗ đó sát ngay dưới mặt bàn như thế này nè, để cho nó không bị cong. Nó cong nó cong luôn thì mình dán không đúng cho. Là tuần này mình sẽ ra liên hoàn video để bù lại những ngày tháng nha. Mình lặng mất tăng. Cái thứ tự là mình sẽ ra Among Stockholm là quá vậy biết thăm. Sau đó mình sẽ review thức mắt biết. Rồi đến bảy ngày thần ưng, nhà giả kim. Những cuốn mình đã đọc trong đợt vừa rồi mình sẽ trả lời hết trong đợt này. Và hãy theo dõi Instagram của mình để biết ngày đa thường thì mình sẽ cố gắng là up vào 8 giờ tối, cố định là 8 giờ tối. Chưa biết là tối thứ mấy nữa. Video này sẽ lên là tối thứ 3. Chờ xíu. Thật sự là các bạn cũng biết rồi, trước đó một thời gian đầu trên cái kệ sách mình hay có mấy cây sen đá đúng không?
Mình nghe nói là sen đá là cái cây mà trồng khó chết nhất, nó sẽ sống dài nhất. Thế nên là mình cũng yên tâm mình rước nó về nhà. Ai ngờ sau được vài tuần thì nó bắt đầu nó chết luôn. Và mình thấy chưa bao giờ cảm thấy thất bại hơn như vậy trong đời. Thế là kỳ này mình mới quyết tâm đi mua hai chậu cây về. Và mình đi vô mình hỏi đặc biệt là luôn phải dỗ cô cho con hỏi cây nào trồng trong nhà và nó sống cực kỳ dài, khó chết. Thì đó, và cuối cùng là đồng tiền và lưỡi hộ. Sao ta? Cổ kêu là cái cây này chỉ cần một tuần tưới một lần thôi. Thì cái tuần mang nó về á, mình canh đúng một tuần để mình tưới. Ai ngờ nó chết. Mình chưa đụng gì về luôn thì mang từ tiệm về mình đã cẩn thận nhờ cố tưới trước rồi. Ai ngờ nó chết, mình cũng không hiểu tại sao nó chết. Là do mình không tưới nước hay là do mình không có để đất ngoài nắng hay là như thế nào. Cuối cùng nó chết, đau đớn lắm chứ. Nhưng mà hên các bạn để ý ở đây nó có một cái bức nó đang lên nè. Suy ra vẫn còn sự sống, vẫn còn cơ hội. Thế là tiệm đà chiến thắng thì mình mới bắt đầu là lên level. Mình lên từ cây, mình lên cho đến các cảnh. Và hy vọng là chúng nó không bị chết trong tay mình. Ôi, thật là... Hy vọng là chúng nó không chết. Với lại á, để nó trên bàn học như thế này một phần á. Thứ nhất là nhìn nó đẹp. Ngồi ở trên bàn á, đỡ mình tốn tiền ra ngoài cà phê để lấy view. Tại mình làm việc rất là chảnh, có cái gì đó đẹp đẹp, không gian thư thái mình mới chịu làm. Còn không là mình ghét lắm. Với lại là nó tạo cho mình cái cớ để mỗi ngày ra vô bàn ngồi để kiểm tra chúng nó còn sống không, tiện cơ hội mình làm việc luôn. Rồi, khi mà dán xong bốn cạnh á, thì các bạn sẽ chỉ còn thừa hai cái này. Thì các bạn chỉ cần cần kéo song song với cuốn sách để xếp nó vô rồi cắt thôi. Nhớ cẩn thận nha, khi làm việc với kéo và sách không phải là bạn bè với nhau. Để nó gần nhau thì cẩn thận một xíu chứ cắt một phát vô là đau. Nhắc cho các bạn biết thì cái Instagram của mình nó hơn 18 cộng một xíu, phải thông cảm mình hát hết tuổi luôn mà. Thành ra là đừng có ngỡ ngàng khi mà thấy cái Insta với cái YouTube của mình nó khác nhau một trời mà thôi. Insta của mình không phải là Bookstagram mình chụp hình khoe sách gì. Mình chỉ là cập nhật đời sống thường nhật của mình, spam về Taylor Swift, idol của mình. Và thôi lâu thì mình sẽ bùng nổ trên Instagram. Hoàn thành. Ta-da, đương nhiên là cái bao này á, nó nhanh thành ra là để một thời gian trong cái kệ sách thì nó sẽ thẳng phẳng phiêu lại cho các bạn thôi, không sao. Và các bạn cứ áp dụng vậy với những cuốn sách còn lại. Và đó là tất cả trong kỳ này. Hẹn các bạn trong video lần sau. Hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.